tranh của Minh Châu. Người tới quý vị cái bức tranh đồng quê hôm trước chúng tôi đã quay xưởng rồi đây. Nay là lắp cho khách và có cái đèn tranh nhưng mà nhà bác cái dây điện chưa có, và cái bước sau có lắp cái đèn sau thì quay nó rất là đẹp và nhìn nó cũng đẹp mà nó nổi. Như video trước quý vị xem, chúng tôi để ở nhà nó sáng, nó rất là đẹp. Đoạn cái treo lên đây thì do cái điện nó chưa được chuẩn nên nhìn bức tranh nó chưa thấy nổi lắm. Treo thực tế ở thành phố Hòa Bình này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nhé.